Rồi xin chào mấy anh em ha. Thì xí dụ mấy anh em đây là cái loa 898 này anh em. Loa Bluetooth nha anh em. Loa này có Bluetooth luôn. Loa này mới này có Bluetooth luôn anh em. Thì mình test cái loa này nè. Cái loa luôn, cái loa và cái thẻ nhớ mình chép tiếng cô gái luôn anh em, thẻ nhớ cô gái luôn. Thì ví dụ như anh em mua cái loa không á thì 480 anh em, còn ví dụ như anh em muốn mua mà anh em muốn mua có thể nhớ chép tiếng dù gáy á thì thêm thêm ta ấy đây nha, thêm 70.000 nữa là 70.000 nữa là còn là 550 nha, ba đề khiếp nha. Còn ví dụ như anh em mà mua có thể nhớ không á thì là 80.000 nha anh em. Đó, 80.000. Tiền ship là 26.000 ha. Thì mình chuyên là cung cấp phụ kiện cô gái anh em, thì anh em cần anh em liên hệ. Phụ kiện cũng rất là nhiều, không phải riêng phụ kiện cô gái mà phụ kiện cũng rất là nhiều, rất nhiều phụ kiện. Thì mình cũng dân là chuyên trong thì đến 7 đến Bắc ha anh em, thì cũng mình cũng là chơi cu nên chép tiếng cù chuẩn đây cho anh em ấy luôn, cho anh em về anh em đi bẫy luôn, về là bỏ bẫy thôi nha. Đó thì giao hàng cho khách này cũng là khách quen anh em, cũ khách quen. Thì lo này có Bluetooth luôn nha anh em, khách thì lấy nữa, tôi bỏ cù mà tôi bỏ cù áo bằng giải bằng ghi này cặp 25.000 anh em, tôi bỏ cù gỏi nè cặp gì đây 25.000 giấy như vậy thun thái rất là ok ha. Mua hai cặp rồi hai tôi bỏ giấy hay lo anh em. Trời ơi giấc này chó mà nó nhảy được anh em ơi, đi nhảy được nó 1:12 giờ mấy nó còn nhảy được, ok á. Thì cái lo này là gồm có điều khiển từ xa 520 nha, đó rồi là mới nhất. Rồi pin có pin điều khiển, rồi đầu mót, rồi đầu mót điều khiển, rồi túi đựng gần ghi nè, đầy đủ hết cho anh em đó. Dây đeo đầy đủ các loại ha. Đó giờ mình sẽ lấy cái thẻ nhớ mình chép xong rồi đây. Rồi nói chung nó cũng rất ấm bền nha anh em. Anh em cần liên hệ nha anh em, giá 550 ba tiền ship, ba tiền vận chuyển đâu đó, cứ alo mình ha. Mình sẽ để số điện thoại dưới màn hình nha anh em. Rồi xin chào anh em ha, anh em xem kênh nhớ đăng ký kênh để theo dõi các sản phẩm của mình nha, mình cung cấp phụ kiện cũng rất là nhiều.